yellow, yellow. Mango. Yellow and black. Oh yeah. What this? Orange chocolate. Orange. And how you put nougat on top of it? Please. Oh, sorry. And only one or mix. You can do whatever you want. Maybe can meet. Huh? Maybe can meet together. Yeah. But very big, honey. Look. Yeah. Okay, one. I'm gonna have one. Okay. Mango. Mango. Rồi, ở đây là cái chỗ mà để người ta đi chơi xong rồi người ta quay lại đây á để mà ăn uống rồi hả, ăn kem rồi ăn mấy cái sandwich rồi nói chung là đồ ăn thức uống là ở đây ha. Đó thì người ta sẽ có những cái bàn bố trí ở bên ngoài á để cho ai muốn ngồi thì ngồi ha. Rồi có một điều đặc biệt ở Úc á, đó là những cái loài chim á, là loài chim nó tự nhiên, nó dạng lắm, tức là người ta không có đánh bắt cho nó đó, cho nên là nó bay tùm lum vậy, nó không có sợ người ha. Wow, I won. Heo rồi. Orange. Orange chocolate chip. Really good. You want try? What you eat? Mango. Mango. Macadamia. Try it. Very delicious. Very delicious. Delicious. Này là kem xoài. Đây là rất cool. Very delicious. Yeah. Người ta đi rất là đông luôn. Tại ở đây cũng nổi tiếng á. Ở đây là thành lập rất là lâu rồi nhưng mà nhìn rất là hoang sơ ha. Cái dạng như là người ta sẽ bảo vệ môi trường á, bảo vệ những cái cây rồi thiên nhiên á. Trông nhìn giống y như là mới khai phá vậy. Wow, you make. Okay, go. I thought the raspberry was gonna fall off. How much? $13. $4.50 per. Bốn đô rưỡi. Là cái cây bự ha. Cây hai loại kem. A few. How much? You how much? $13.
450. Same. But it's you small. Yeah, yeah, but 450 per scoop. Per scoop. Per scoop. So you got two scoops. Yours $9. Ali. Ali. Yeah. But delicious. But very delicious. So this what? Strawberry. Sorbet. Yeah. Cái tàu cá người ta tập mới ra đó, nhìn rất là đẹp ha. Show him. Brown him. He show him. Chỗ này là chỗ hướng dẫn. Coffee here, honey. What? Coffee? Yeah. Whoa, whoa. Hang on. You want that? Oh, I feel that. Can go over there. Look. Hmm. Oh, after. Yeah. Coffee. Yeah. Go now. Help me. You feel it? Wow. Nice. Ở vòng vòng như này rất là đẹp nha các bạn. Xa xa ngoài kia. Khỏi nói luôn ha. Những con tàu cá nhìn rất là đẹp. Hey, okay. I saved your ice cream for you. I rescued your ice cream. Mm-mm. Thank you. Người ta sẽ chạy xe đạp như thế này. Những em bé ở đây rất là giỏi ha. Nhỏ xíu mà biết chạy thôi. Nó chạy theo từng gia đình đó. Bây giờ mình đi uống cà phê miếng nha, nghỉ mệt xong rồi mới đi về nhà ha. See you later.